Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới, luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 83. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nín lặng, chớ đứng yên. Vì kìa, các kẻ thù nghịch Chúa náo loạn, và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Chúng nó toan mưu độc, hại dân sự Chúa, bàn nghị nhau nghịch những kẻ Chúa che giấu. Chúng nó nói rằng, hãy đến tuyệt diệt chúng nó đến nỗi không còn làm nước, hầu cho danh Israel không còn được kỷ niệm nữa. Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, lập giao ước nghịch cùng Chúa. Các trại Edom và người Ismael, Moab và người Hagarit, Geban, Ammon và Amalek, người Philistin với dân Tyre, Assyri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu Lot. Hãy đãi chúng nó như Madian, như Sisera, như Jabin tại khe Kishon, là kẻ bị hư nát tại Endore, trở thành phân cho đất. Hãy làm cho các người tước vị chúng nó giống như Oreb và Cf, và hết thảy quan trưởng họ giống như Sebat và Sanmuna. Vì chúng nó nói rằng, ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy làm cho chúng nó giống như bụi bị gió cuộn, tợ như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn cháy núi thế nào? Hãy lấy trận bão Chúa đuổi rượt chúng nó, và dùng giông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thể ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhuốc nhơ, để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất, hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là đấng chí cao trên khắp trái đất. Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Thi Thiên 85. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài.
tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Chương 16. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cœuré. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Perishin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Marie, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ectachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abeler, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tryphener và Tryphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bersider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincaric, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Julie, Nere và chị người Olim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỏi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vân phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Gia-xôn và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹc-tiêu, người chép bức thư này, chào thăm anh em trong Chúa. Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erác, quan kho bạc thành phố, và Quarretu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lĩnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng.
Amen. Chương 23. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía và Giô-suê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng: Ta là lão già, đã cao tuổi rồi. Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc này mà Ngài bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Kìa, tùy theo chi phái, ta đã bắt thăm, cấp cho các ngươi làm sản nghiệp xứ chưa đánh lấy và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ nhận được xứ nó y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó, nhưng phải chiếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi y như các ngươi đã làm đến ngày nay. Vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thạnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi y như Ngài đã phán. Vậy hãy cẩn thận lấy mình đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vả nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi. Thật, chẳng một lời nào sai hết. Vả hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thế ấy, cho đến chừng Ngài diệt các ngươi khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Chương 24. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Si-chem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng. Họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Y-sác cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm. Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp. Còn Gia-cốp và các con trai người đều đi xuống xứ Ê-díp-tô. Kế đó, ta sai Môi-se và A-rôn dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hành hại nó. Đoạn, ta đem các ngươi ra khỏi đó. Ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô và các ngươi đi đến biển. Người Ê-díp-tô dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đó. Bây giờ, tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Ê-díp-tô, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó, và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ê-díp-tô. Và các ngươi có ở lâu ngày
trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi, và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Balak, con trai Sếp-bô vua Mô-áp, trỗi dậy chinh chiến với Israel, sai đòi Ba-la-am con trai Bê-ô đặng rủa sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am, vì vậy người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lát. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho, dân Amorit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Girê-ga-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập. Phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự bèn đáp rằng: chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng: các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng: không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy Giô-suê nói cùng dân sự rằng: các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng: chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng: chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Đoạn, Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây giẻ bột gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn, Giô-suê cho dân sự trở về. Ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thimnath-Serach ở trên núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Israel phục sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-suê và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Hài cốt của Joseph mà dân Israel đã dời từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Si-chem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô cha Si-chem, giá 100 miếng bạc. Con cháu Joseph được hài cốt đó làm sản nghiệp.
Eleasa, con trai Aaron cũng qua đời. Người ta chôn tại Gibeat Phinea, mà Phinea, con trai người, đã được ban cho trong núi Ephraim. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.